Lúc 11 giờ 12 phút trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2020, về nhà ấy vì cắt 3 trái thanh long. Thấy không, chưa cắt chừa 3 trái này giấu lại đây. Bởi vì sợ người ta ăn trộm. Thanh long là phải để nó chín đỏ như vậy nè, ăn nó mới ngon, nó mới ngọt, nó đỏ, hoặc là mình để cho nó nứt. Chứ còn hái sớm quá là nó hơi chua hoặc nó lạ. Hôm nay quay cái clip mà cắt 3 trái thanh long này gồm có 4 camera đấy. Camera giám sát số 2. Cái này cái 11, cái này là cái 10 con phê. Chỗ đó là camera số 1.